Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bản tin thị trường ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, xuất nhập khẩu hàng hóa trong quý 1 vừa qua tăng mạnh khiến nhiều chuyên gia dự báo kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong năm nay có thể cán mốc là 600 tỷ đô la Mỹ. Kết thúc quý 1, kim ngạch xuất khẩu đạt 78,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 23,7%, nhập khẩu đạt 75,61 tỷ đô la Mỹ, tăng 26,8%. Xuất siêu gần 3 tỷ đô la Mỹ, các FTA trong thời gian qua, đặc biệt là những FTA được ký gần đây như là CPTPP hay EVFTA đã giúp doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu. Nhiều ý kiến cho rằng với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, từ nay đến cuối năm tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sẽ đạt trên 600 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, xuất khẩu hồ tiêu của nước ta được dự báo sẽ giảm trong năm nay. Giá tiêu trong nước đang dao động trong khoảng 67.500 đồng đến 71.000 đồng 1 kg. Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cảnh báo các quốc gia tiêu thụ lớn có xu hướng chuyển sang Brazil khi thị trường Việt Nam biến động khó lường, khiến chuỗi cung ứng đứt gãy và do giá hồ tiêu Brazil đang cạnh tranh hơn so với giá tiêu Việt Nam. Sản lượng hồ tiêu của Việt Nam hiện chiếm đến 45% sản lượng của thế giới. Mặc dù cơ quan chức năng đã khẳng định bệnh viêm da nổi cục trên châu bò không lây sang người, nhưng nhiều người tiêu dùng ở Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn hạn chế sử dụng loại thịt này, khiến các tiểu thương lâm vào cảnh ế ẩm. Tình hình bệnh viêm da nổi cục lan rộng gần 2 tháng qua khiến nhiều người dân lo lắng và quyết định ngừng ăn thịt châu bò. Nhiều sạp bán thịt châu bò treo quầy tạm nghỉ bán. Nhiều nhà hàng, quán ăn cũng giảm lượng hàng nhập về hoặc cắt hẳn loại thực phẩm này ra khỏi thực đơn. Các cơ quan chuyên môn khẳng định virus gây bệnh viêm da nổi cục không gây bệnh trên người. Vì vậy, người tiêu dùng không nên hoang mang quay lưng với thịt châu bò. Vụ mía 2020-2021, nông dân tỉnh Phú Yên phấn khởi vì năng suất mía đạt cao, giá thu mua của các nhà máy đường trên địa bàn tỉnh cũng tăng hơn so với cùng kỳ của năm ngoái, từ 100.000 đồng cho đến 120.000 đồng một tấn. Năng suất mía năm nay đạt gần 55 tấn một hecta, cá biệt có ruộng cho năng suất lên đến 100 tấn một hecta. Trong khi đó, giá thu mua mía của nhà máy đường KCP cũng đạt từ 1 triệu đồng đến 1,2 triệu đồng một tấn. Mỗi hecta mía, sau khi trừ chi phí, người dân thu lãi về 30 triệu đồng đến 80 triệu đồng. Những năm gần đây thì bà con giảm diện tích trồng mía nhưng lại đầu tư nhiều hơn về nước tưới, phân bón nên trữ lượng đường trên cây mía được nâng lên rõ rệt. Không may mắn như các hộ trồng mía tại Phú Yên, nhiều hộ trồng ngô ở xã Nậm Dì, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đang đứng trước nguy cơ thua lỗ là do các ruộng ngô đạt năng suất thấp, nhiều cây chỉ có cùi mà không có hạt. Vụ đông xuân năm 2020-2021, bà con nông dân ở xã Nậm Dì đã đưa vào gieo trồng giống ngô mới 8506S và 8506R của công ty trách nhiệm hữu hạn hạt giống CB Việt Nam. Giống là do công ty cung cấp, sản phẩm công ty hứa bao tiêu, thế nhưng hiệu quả kinh tế lại không có. Hơn 8 sào đất này được gia đình anh Trừ Văn Thương trồng giống ngô 8506R. Dù sắp đến ngày thu hoạch nhưng toàn bộ số ngô đều trong tình trạng không có hạt. Sắp đến ngày thu hoạch rồi nhưng mà mình không cái bắp là không có hạt. Vậy thì cũng chi phí cũng cần nhiều hơn cả chi phí công cần nhiều hơn cả cái điện bán cái bắp cùi này. Vụ đông xuân này, xã Nâm Đơ Đi có 60 hộ trồng giống ngô 8506S và 8506R do công ty trách nhiệm hữu hạn hạt giống CP Việt Nam hỗ trợ trên diện tích 43,9 ha. Tuy nhiên, không hiểu nguyên nhân vì sao mà có khoảng 15 ha ngô không có hạt hoặc có hạt nhưng rất ít. Cái bắp này làm thì cái cùi nó có to này mà nó không có hạt. Có cái trái bắp lên đây mà nó không có hạt. Mà nó nhẹ lắm, như thế này mà nó nhẹ lắm. Chuẩn bị mấy ngày nó thua mà không biết mấy ngày thua không biết ra sao đây, cái bác không có hạt thế này. Thậm chí giờ tôi cũng không biết là cái nguyên nhân gì nó gây ra cái ảnh hưởng như thế này. So bây giờ mình nhìn cũng thấy là thất bại cũng đáng kể rồi đấy. Không phải đơn giản lắm rồi. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn hạt giống CP Việt Nam, cùng với việc hỗ trợ giống, công ty còn bán phân trả chậm cho các hộ trồng ngô và ký hợp đồng cam kết thu mua ngô với giá 8.400 đồng 1 kg. Tuy nhiên, trước tình hình ngô không có hạt, công ty sẽ kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình thiệt hại cũng như tìm hiểu nguyên nhân.